Buổi chiều hôm nay hoàng hôn dòng sông mình rất là yên tĩnh nha các bạn, rất là bình yên nha. Con sông chiều nay rất là bình yên, nước cũng đứng rồi bởi không có ai thả lưới rồi. Chứ thường thì chắc chiều giờ này là mấy tay thả lưới, mấy chú mấy anh là hay thả lưới lắm các bạn. Rồi các bạn biết hai chồng mình chuẩn bị làm món gì không các bạn? Món này là món hải sản, lúc trước hai chồng mình có đi xuống dưới biển dùng rồi nè. Rồi, đầu video hai chồng mình xin chào các bạn nha. Chúc các bạn một buổi chiều vui vẻ và nhiều hạnh phúc nha. Thì chiều nay thì mình sẽ làm món còi nướng mỡ hành nha các bạn. Còi là còi sò quạc á các bạn. Là cái món này lúc trước là hai chồng mình có đi biển xẻo nhào á là có ăn rồi. Con sò quạc này là người ta đã lỡ còi chút xíu, mình sẽ lấy mấy cân còi nè, mấy con còi bự bự á mình nướng. Còn mấy con còi nhỏ thì mình sẽ xào hành nha, xào gốc hành. Cái con còi này các bạn thì là nó chỗ quen nha, Long Xuyên thằng em nó bán. Nhưng mà cái con còi này là Lai mua từ nó mua từ Phú Quốc về nó bán lại. Là ở bển nó lỡ sẵn rồi. Rồi đông lạnh đem về đây. Còi sống á, mình ăn tại chỗ á thì nó ngọt thịt hơn là mình mua đông lạnh nha các bạn. Chút xíu cái còi này các bạn thì mình sẽ bỏ vô đây một lần 3-4 con. Thì mình sẽ nướng trong cái chén này nha các bạn. Chén này chén đá nè, chén đá mình có nướng hộp vịt lộn rồi nè. Hôm nay mình gan đậu phộng ở ngoài đây luôn. Gan đậu phộng để chút xíu còi chín rồi, cái mình bỏ mỡ hành, bỏ đậu phộng với bỏ nước tương chin su vô. Cái món này là lần đầu tiên hai chồng mình làm như cái món xào hành nè. Tại nhỏ em ở dưới nó chỉ là cái còi này mình xào hành cũng ngon đó. Chừng nóng á, chắc mới đi học về. Đi lộn, con đi lộn lặt đâu mà lạc? Không biết, không phải mà lạc. Nhưng mà con thấy xe của ông ngoại của mình. Thế hả? Thì con lên lột xe anh ta hả? Bây giờ con hồi trước hay làm sao? Làm sao? Thế hả? Con không có lên xe anh ta, lên xe của ông ngoại của mình. Lên xe của ông ngoại của mình. Cái gỗ còi này thì nó không có ngọt bằng mình ăn tại biển nha các bạn. Tại biển thì nó còn sống, còn này thì người ta đã lỡ ra rồi, nó đông lạnh rồi. Chút xíu là mình sẽ xào hành một mớ, con nữa, còn con nữa là mình nướng mỡ hành nha. Thank you.
nóng chưa hả? Phi hành để một hồi bỏ vô cái còi nướng. Nêm gia vị nước mắm á vậy, nhiều quá mặn nha. Gió mát con. Coi ba thấy mặt ba nghe. Thấy mặt ba không? Thấy rồi. Ủa này mình bỏ dầu không ta? Dạ. Úp ơi. Dạ, múc cho chồng với chén. Sao bơi ba? Sao cái máy quay sao ba bị chạy vậy? Sao bị chạy vậy ba? Chạy lâu rồi. Bể rồi ba. Bể chạy hả? Có. Lúc ở dưới biển á, thì xuống nhà của nhỏ người em chơi á, thì người ta nướng là nướng nguyên con sò quạt nha các bạn. Còn này á, là mình nướng còi. Mình nướng còi không á, thì chắc mình phải bỏ một 7 miếng dầu cho đựng khét. Cái con sò quạt sống á, thì mình nướng nguyên con thì nó có nước ở trong, nó không có khét. Còn này tách còi ra rồi nè. Mình nướng trong cái chén đá thì mình để 7 miếng dầu nha các bạn. Cái này là lần đầu tiên mình làm luôn nha. Tại vì nhỏ em với chị là nếu mà còi di chuyển từ dưới về đây á, di chuyển sống nó sẽ chết. Thì tách ra thì về về anh chị bỏ vô chén á, bỏ vô chén đá mình nướng. Wow. Nói gì vậy? Nói qua. Có gì đó, có cái nào hộp lấy ăn. Sao chờ cho con. Trời đi. Vậy là nó ra nước hả vậy? Vậy là cái này tại đồ đông lạnh đấy các bạn. Thì chắc là bị ứ nước ở trong con còi. Chín được một chén rồi nha.
giờ bà xã mình gửi mỡ hành rồi tương ớt rồi đậu phộng vô. Chỉnh được một chén này nha các bạn. Chén còi sao quạt. Để ở phát làm rớt cái với chị đâu, chị anh hai lấy cho kìa. Chị anh hai đi con. Thì mình sẽ xào phần còn lại. Thấy mấy con còi này nó không có con nào mà bự giống như mình ăn dưới ha. Được mấy con. Được. Đã không ăn lần phộng thì chút xíu giờ để hay đết đi. Không ăn thì dẹt ra thôi gì đâu. Được hai chén. Chuẩn bị chén thứ ba và thứ tư. Cái món này là lần đầu tiên hai chồng mình làm với các bạn. Thì cũng chia sẻ với các bạn là một điều thì lúc nướng thì nó sẽ ra nước nha. Ban đầu thì mình sợ khô á, mình nói bà xã mình á thì bỏ dầu vô cho chắc ăn chứ không thôi sợ nó khô quá nó khét. Ai về đâu rồi cái còi thì nó ra nước. Làm này là đúng công thức ở dưới nhỏ em nó chỉ làm ăn luôn á. Hôm nay thì mấy con còi này nè, mua nó đã đông lạnh rồi, không biết nó có ngon, nó dai giống như ở dưới mình ăn thôi. Chỗ mà mình đi biển đi. Hy vọng là dai. Chứ con còi em bán thì nó nói là chắc ở dưới mình ăn tại chỗ thì con sống thì 100% rồi. Này này nó bảo đảm cho 8% đó. Còn lại là 4 chén. Các bạn nhìn sơ qua thì các bạn nghĩ là cái này là miếng chả cá sắt ra. Nhỏ nó hai đây. Chồng có nghe cái mùi mặn đó nha. Như nãy giờ vợ nêm nước mắm nhiều không? Mắm dầu á. Như mỡ hành. Cái này là dầu hành chứ mỡ hành. Gì ha? Ừ, lúc ở dưới mình ăn có chấm gì đâu. Làm chấm vừa ăn luôn á. Chấm mình chấm đồ xào thôi chứ mỡ này là mình nêm nếm là vừa ăn luôn mà. Quá hấp dẫn. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn đó các bạn. 2, 4, 6, 8 chén. Chịp con ơi. Ờ. Còi đã chín rồi, rồi mời các bạn cùng dùng nha các bạn. Bây giờ mình dùng còi trước nha. Còi nướng mỡ hành trước nha. Mày trước mày bới cũng đáng nha. Cái đó còn lại khoảng nửa ký vậy? Cả nửa ký à? Phần nửa mình nướng, phần nửa mình xào hành luôn nha các bạn. Cái món còi nướng này trước nha các bạn. Tại vì cái còi nướng này á thì mình ăn nóng nó mới ngon nha, mới nó giòn ngon nha. Mà không biết có giòn không? Cho mình thử coi. Em kiếm mấy đồng xu kìa, đồng xu mới đồng bay đó. Được chưa? Phải uống bình rượu bia các bạn ơi.
vô lạnh đấy là phải có bia ôn ra thử nha. Tại đó là nên vừa ăn hả? Ừ. Có dít rồi. Sao thấy hương vị thế nào đã? Thấy ăn da gà đi. Ăn da gà hả? Thấy thịt gà không? Giờ thử cái còi em. Nhưng mà nó không ngọt bằng ở dưới hay vậy? Đúng rồi. Nó không ngọt bằng mình ăn sống. Mời các bạn nha. Ngon. Mình thử cái món sò hành nữa. Mình thử miếng nữa nha các bạn, thử miếng nữa uống bia nha. Bia nha. Con lấy muỗng con dứt á. Dứt á, lấy muỗng. Con múc lên. Dứt á. Như trong con chiên cá vậy đó. Đã. Uống bảy miếng bia các bạn. Đầu tiên à. Con còi sò quạt. Nè cái miếng này, cái chén này dễ lấy nè, con lấy cái này đi. Bà lấy cái này cho. Ủa con còi là nó chỉ có như đây vậy thôi. Miếng, nó bự lắm, nó bự bằng cái dĩa nè. Rồi tao lấy ra. Ở dưới mà cái con còi bự á. Mình ăn là phải cắt ra làm tư ăn mới được. Tại vì nguyên một con bự. Con gì cái áo bà vậy? Nè. Vừa ăn rồi vậy? Nó dễ dàng nè, sao đạp đấy không? Thôi, dứt cái đó, xua ra liền. Hả? Ừ. Dễ hả? Có dầu anh. Quá ngon các bạn ơi, vừa ăn luôn các bạn. Bà xã mình nêm, tại vì nêm cái mỡ hành á. Là vừa ăn luôn. Các bạn mình tranh thủ mình ăn nóng nha. Nó ngon à. Bởi không có chờ được món này. Từ từ ăn xong món này tới món kia. Bác này con cơm đi con. Con còi sò quạt. Con bắt lên, con bắt clip clip đi biển á. Ăn còi này là no nha các bạn. No thôi thiệt á. Nè, muốn ăn nóng thì để nó đây nè. Nó nóng không? Quá ngon. Có hơi cái nó nóng. Ăn này là mình phải có độc phẩm mà Đạt không chịu ăn phẩm. Uống có bảy chén. Má nó thì rất thích ăn độc phẩm. Không phải con thích ăn độc phẩm với cơ. Ngon. Cơ. Có điều là như dai có dai nhưng mà nó không thơm bằng dưới thôi. Cả nhà bốn người ơi, cả nhà bốn người thì có ba người ăn còi các bạn, khác không có ăn rồi. Ba người ăn còi 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 sao vậy? Con coi sao quạt. Nhưng mà mình xào bếp ga bây giờ chín nha các bạn. Tại có sẵn lửa than mình xào luôn. Tại vì trong thời gian mình ăn món này mà chín tới nhiều cũng vừa. Cái món xào đã chín rồi nha các bạn. Thơm lắm. Thơm lắm. Nhìn bỏ theo như cao nhìn tưởng cà rốt.
Nhìn sơ, nếu mà nhìn sơ là người ta tưởng là biết gì không Đạt? Cá chả. Cá chả. Cá chả cắt khúc ra. Cá chả mình cắt làm ba lấy khúc chính giữa. Cái món xào đã chín rồi nha các bạn. Rồi, mời các bạn cùng dùng nha. Cảm giác thế nào? Ừ. Sao mình xào ra thôi mình nướng à? Phải không? Đã thử cái món xào Đạt. Xào. Ừ. Chấm này nè. Con thử món xào coi. Dai hơn món nướng không? Dai hơn món nướng. Hai mẹ con đã cho ý kiến là món xào ngon hơn. Ê, ngon hơn món nướng. Xào rồi. Đạt phá xào hay rồi. Để mình thử coi. Chưa Đạt chưa ăn xong nữa là Đạt gấp cái đũa thứ hai rồi. Rồi mình thử coi nha các bạn. Ăn cái này nó giống thịt gà nè. Có không? Cái này nó có mùi có vị. Mình ướp rồi con. Ừ. Nó mềm. Nó ghê. Cái này mình ướp gia vị rồi con không có mùi. Ngon. Ngon các bạn ơi. Ngon thiệt. Món xào ngon hơn. Ồ, đã khoái ra. Ủa mẹ ơi. Có món xào này á. Nó dai, nó mềm. Nó còn giống như nó còn chắc không? Đây hàng còn lính tả các bạn. Bằng mấy chục con còi luôn. Mình nhai cái hết luôn. Thử hạt nó đi. Dạo phụ chồng ăn thì cũng ăn, bác sẽ thử hết. Với bà xã mình á, thì ăn đã no rồi các bạn. Bây giờ còn cù cái một dĩa gử. Cái này cũng một chén chứ. Một chén gử. Một chén gử còi. Giờ mình thử xử hết luôn nha. Bà xã mình á, ướp cái gia vị á, châm cái hành á. Phi hành á. Cũng vừa vừa dễ ăn rồi. Xin tạm dừng video tại đây. Các bạn xem xong nếu thấy video hay thì nhớ bấm nút like và bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cả nhà mình nhé. Rồi mình tạm dừng video tại đây. Hẹn các bạn những video tiếp theo nhé. Rồi bye bye. Nãy không bấm ban gì nè. Nãy chưa bấm ban làm nha. Thôi. Bye bye Hùng. Hả? Bye bye Hùng. Bye bye Hùng hả? Nó nghe ban chứ gì nó kết thúc. Nó quê giúp đạt quê hương con.